Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của tạp chí Kinh tế cuối tuần được phát sóng sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ vị trí nước nhất nhì thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, Việt Nam đang mất dần lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu do quá trình thay đổi diễn ra chậm chạp. Khả năng thích ứng với những biến động của thị trường thế giới thấp dẫn đến xuất khẩu nông sản Việt Nam liên tục gặp khó những năm gần đây với nhiều mặt hàng như gạo, cao su, cà phê. Vậy nông sản Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu? Và làm sao để nông sản Việt Nam có vị thế vững chắc hơn trong chuỗi giá trị này? Phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ những vấn đề trên. 5 tháng đầu năm nay, số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy xuất khẩu nông sản Việt Nam tiếp tục gặp khó. Một số mặt hàng chủ lực như là gạo, cà phê, thủy sản giảm mạnh cả về lượng lẫn giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cà phê giảm gần 40% về khối lượng và 38% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu gạo cũng giảm 11,4% về lượng và gần 15% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản giảm gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cao su tuy có phục hồi mạnh về lượng nhưng giá trị vẫn giảm 3% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, sự suy giảm này có tác động của các nguyên nhân khách quan như sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, biến động nội tệ của nhiều nước so với đồng đô la Mỹ. Bên cạnh đó có nguyên nhân của việc tham gia của một số nguồn cung mới vào thị trường nông sản toàn cầu. Gần đây thì những cái nỗ lực trong cái việc là mở rộng và phát triển sản xuất cũng như là nâng cao cái áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao vào cái sản xuất nông nghiệp ấy, nó làm cho cái việc là được mùa nó tăng lên. Nhưng mà cái khó khăn là cái rớt giá đây là thể hiện ở chỗ là chúng ta quá lệ thuộc vào cái giá cả trên thị trường thế giới. Và cái giá cả nó có tính cạnh tranh, nó phản ánh cái mức độ cạnh tranh quyết liệt. Chưa kể rằng là các cái thị trường mà nó đang kết nối tốt hơn ấy, thì nó tạo ra cái cạnh tranh, ví dụ như đối với gạo chẳng hạn, thì bây giờ Myanmar tham gia vào cái chuỗi cung ứng gạo. Họ là một quốc gia có cái năng lực rất là lớn trong cái việc sản xuất gạo. Thế rồi Kenya trong cái việc là tổ chức sản xuất và xuất khẩu cà phê là một cái cạnh tranh trực tiếp với chúng ta chẳng hạn. Sự tham gia của các nguồn cung mới làm cho cạnh tranh về giá trên thị trường nông sản ngày càng gắt gao hơn. Đơn cử với lúa gạo, những năm gần đây nguồn cung gạo giá rẻ tăng lên từ các nước như là Ấn Độ, Myanmar, Campuchia, khiến gạo Việt Nam liên tục bị ép giá từ các thị trường nhập khẩu. Hay như với thủy sản, sự phục hồi nguồn cung từ các thị trường như là Thái Lan, Indonesia cũng làm thủy sản Việt Nam rớt giá mạnh những tháng đầu năm nay. Theo các chuyên gia, với thế mạnh nông nghiệp, Việt Nam lâu nay đã là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu với sản lượng xuất khẩu nhất nhì thế giới nhiều mặt hàng như cà phê, hồ tiêu, gạo, hạt điều, v.v. Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị này, nông sản Việt Nam đang ở khâu thấp nhất, tức phần lớn các sản phẩm được xuất thô với giá trị gia tăng thấp. Các sản phẩm này lại đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nước trong khu vực. Cùng một cái thời điểm, cùng một cái chất lượng về giá cả về mặt hàng gạo, thì luôn luôn là trên thị trường thế giới, Thái Lan sức cao hơn ta vào khoảng từ 3 đến 5% cái giá trị. Thì cái đó là do là đối với gạo chúng ta, ví dụ nhiều năm liền, từ cái khâu thu mua, chế biến và từ cái khâu nhà sản xuất thu hoạch, thì cái mức độ mà hao hụt của chúng ta trong cái quá trình chế biến thì rất là lớn, vô tình là tăng lên cái giá thành sản phẩm. Mà muốn cải tiến được cái vấn đề này thì chúng ta phải có cái điều kiện sản xuất, điều kiện chế biến tốt hơn. Với những ngành mà công nghiệp chế biến tương đối phát triển, giá trị gia tăng trong sản phẩm đã nhiều hơn như thủy sản thì lại gặp rào cản về chi phí sản xuất quá cao do khâu tổ chức sản xuất dẫn đến kém cạnh tranh về giá cả. Sản xuất xuất khẩu thủy sản chẳng hạn, theo quan sát của chúng tôi nó chiếm tới 70 đến 90% cái giá trị hàng hóa xuất khẩu. Như vậy là chúng ta quá lệ thuộc vào đầu vào. Mà cái giá đầu vào của cái sản xuất hàng thủy sản này nó ngày càng tăng. Cái thực phẩm để mà nuôi con tôm, con cá hoặc là những cái kể cả cái nguồn mà chúng ta nhập những cái nguyên liệu đông lạnh ấy, nó cũng tăng lên. Cho nên cái đó là một cái mà có thể thể hiện cái tự sức cạnh tranh rất quan trọng. Cái mà hiện nay chúng ta cần phải quan tâm đó là vấn đề chúng ta làm sao để chúng ta tối ưu hóa cái giá thành của cái sản phẩm của mình. Mà sản phẩm thủy sản thì thực sự mà nói thì hết 70% nó là từ nguyên liệu rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là cần thiết phải có một cái sự đầu tư dài hạn cho một cái vấn đề là làm sao để tối ưu hóa cái sản xuất cái nguyên liệu, đặc biệt là đối với cái sản phẩm nuôi, các cái hoạt động lưu thông, phân phối các cái đầu vào cho các cái hoạt động nuôi trồng là phải được quan tâm một cách tối đa. Song song với chiến lược giá, theo các chuyên gia, nông sản Việt Nam cần có chiến lược nâng cao giá trị gia tăng để định vị mình ở vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cái tăng cái giá trị xuất khẩu bằng cái tăng khối lượng ấy là đến tới hạn rồi. Đất đai có hạn, năng lực để tăng năng suất cũng là đến tới hạn.
Mà cái bây giờ phải là nâng cao được cái đơn giá của cái sản phẩm. Hay nói khác đi, tức là nâng cao được cái giá trị gia tăng. Chúng ta có thể tăng giá trị, ví dụ sản xuất gạo, bằng cách là không phải chỉ sản xuất gạo nguyên liệu mà xuất khẩu rời, hoặc là xuất khẩu thông qua các cái hợp đồng giữa các nước, mà chúng ta xuất khẩu trực tiếp đến các nhà bán lẻ và những cái chuỗi cung ứng cực kỳ có uy tín với những cái loại sản phẩm được đa dạng hóa, có thể sử dụng ngay. Tuy rằng là cái đóng gói thì nó nhỏ hơn, cái quy mô xuất khẩu thì nhỏ hơn, nhưng mà cái giá trị xuất khẩu thì lại lớn hơn, và vì thế nó sẽ giải quyết được cái bài toán cạnh tranh. Vấn đề giảm xuất khẩu thô, gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Vấn đề này nhiều năm qua đã được đề cập và hiện các doanh nghiệp cũng đã chú trọng gia tăng giá trị xuất khẩu bằng cách đầu tư vùng nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu, kết nối trực tiếp với các chuỗi phân phối, v.v. Tuy nhiên, việc triển khai còn rời rạc, thiếu liên kết, thiếu định hướng nên hiệu quả chưa cao. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường nông sản ngày càng quyết liệt và những biến động khó lường của tình hình thế giới, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam trên toàn bộ các khâu, từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu thụ, cần phải được thực hiện quyết liệt và nhanh hơn nữa. Bởi hệ quả của quá trình chậm thay đổi này đang khiến nông sản Việt Nam mất dần lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng sự vừa rồi về nông sản Việt Nam cũng đã khép lại phần 2 của tạp chí Kinh tế cuối tuần. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những nội dung khác.